Chào các bạn, mình là Chuối, mình đến từ Gearshop.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con chuột mới của Razer, đó là con Razer Mamba Elite. Nhìn sơ qua chiếc hộp của sản phẩm, chúng ta sẽ thấy ở đây một cái logo, đó là logo 5G. Thì Razer giới thiệu ở đây là con chuột này sẽ sử dụng mắt độc là Optical, mắt độc quang, và có cảm biến nó là True 16.000 dpi. Với sản phẩm Mamba thì cái con Tournament Edition thì nó sẽ là dùng mắt độc laser 16.000 dpi. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong sản phẩm sẽ có gì so khác biệt với Mamba Tournament Edition. Sau khi mở xong sản phẩm thì bên trong cánh đóng gói cũng giống như các sản phẩm khác của Razer, đó là một cái thư cảm ơn, một miếng ốp chuột và cái hộp. Con Razer Mamba Elite sẽ khác với con Razer Mamba TE ở những điểm như sau, như là mắt độc thì chúng ta đã nói ở phần đầu của video, và thứ hai nữa là nút chuyển profile ở đây của con chuột, và thứ ba theo như nhà sản xuất nói đó là dãy đèn led này sẽ làm mượt hơn sản phẩm của Razer Mamba TE so với Razer Mamba Elite. Cũng giống như Razer Mamba TE thì con Razer Mamba Elite này cũng không khác gì về form thiết kế dây và các nút còn lại, nó chỉ khác duy nhất đó là nút profile. Và cảm giác lít chuột thì cho cảm giác rất gần giống với Razer TE, đó là cảm giác nảy vừa phải, không có tưng như là Razer DxD Elite. Và nút cuộn ở đây thì rất là sướng, chắc chắn. Tất cả các nút đều rất là mềm và không có gây cho mình cảm giác bị sượng trong lúc bam. Về phần đích thì chúng ta sẽ thấy ở đây chuột sẽ dùng hai miếng fit lớn ở phần đích và phần đầu, tạo cho con chuột cảm giác khi mình lia trên mặt mousepad rất là ok. Về nút profile này thì nó cho chúng ta có thể tùy chỉnh được rất là nhiều profile trên phần mềm Razer Synapse của Razer, thì tạo cho người dùng không cần phải là tự phải set up rất là khó khăn như cái chuột cũ. Thì chúng ta chỉ cần set up theo cái tùy chọn các cái game của mình chơi, và chỉ cần việc nhấn nút thì ở cái đèn ở phía trên cái nút profile nó sẽ báo từng màu khác biệt để cho mình biết nhận biết mình đang ở profile nào. Về mắt độc thì như Razer đã giới thiệu thì con mắt độc của con Mamba Elite này nó là một sự cải tiến hoàn toàn mắt độc của con Mamba TE sử dụng mắt độc laser, còn mắt độc của con Mamba Elite này sẽ sử dụng mắt độc optical. Cảm biến vẫn là 5G nhưng mà nó sẽ là True 16.000 dpi, có nghĩa là 16.000 dpi này là 16.000 dpi thật, không có boost giống như những các loại chuột khác, nên cho chúng ta là cảm giác rơi con chuột ở tốc độ dpi cao rất là tốt, không có bị khựng. Và một điểm tiếp theo đó là các dãy led của con chuột. Thì ở dãy led này Razer đã thiết kế nó liền mạch hơn so với con led cũ của con Mamba TE. Con Mamba TE thì chúng ta sẽ thấy từng phân khúc của con chuột này nó rất là rõ ràng, còn con Mamba Elite này thì cái dãy led của nó sẽ là đi liền một mạch và cái độ đứt khúc của nó sẽ hạn chế đến mức tối đa. Tóm lại với con chuột Razer Mamba Elite này thì chúng ta sẽ có được một mắt độc optical True 16.000 dpi và nút chỉnh profile dễ dàng cho mình thao tác khi mình chơi các loại game khác nhau, và dãy đèn led đẹp hơn. Thì cùng với đó là mức giá là 2.340.000 đang được bán tại Gearshop, và chế độ bảo hành là 2 năm lỗi là đổi mới của Razer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau. Nếu bạn thấy hay hãy like và subscribe. Xin cảm ơn.